Rồi. Hãy mong mà lấy sai. I think they try their best. They follow coaching staff instruction. First half, yeah, we gave one mistake by Anaki, but the other all was we was well controlled. Could be chance to win tonight, but I don't know what was happened. I need to go back to see what was happened there. Make us difficult. A very difficult situation. Our players, they try to equalize the game, turn off the game. So I have no complaint to the players. If I have something wrong, maybe we will finish the night and I'll go back to hotel and review this game to correct something. Well, the pressure for the next game against Singapore then. Thank you, Coach. Have a big advantage.
nonetheless, you will be, must be used full advantage. Must be learn something from this lesson. All our young fellows go through this stage, and hopefully they learn something from this stage. Hopefully become better players. Now we also, you know, all the teams, maybe a good lesson tonight. Pay much, but anyhow, we must be, learn something from, you know, we need to correct something. Sure, also regret. You must be looking forward. Okay. Yeah, I think we play well. My point of view, until that question, we play very good. And, it was good game, positive. So you must be looking forward. And if my side made a mistake, we will try to review. Câu hỏi được đặt ra là về ý kiến của huấn luyện viên đối với cả quyết định của trọng tài. Quyết định đã gây một cái ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ cũng như là trận đấu. Thì câu trả lời của huấn luyện viên là cũng khó cho tôi để có thể đưa ra một cái nhận định, vì là tôi cũng chưa thực sự có thể nhìn thấy được cái bức tranh tổng thể của tình huống đấy. Và sau khi mà trở về khách sạn sau trận đấu này thì tôi sẽ theo dõi từ băng hình và có những cái sự rút kinh nghiệm. Tuy nhiên thì tôi cũng mong là các cầu thủ trẻ của tôi có thể học được những cái điều tốt từ trong trận đấu này và phát triển bản thân họ. Chúng tôi cần tiếp tục hướng đến tương lai cũng như là các trận đấu sắp tới. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và tôi tin rằng đây là một trận đấu tốt để họ có thể học hỏi. Và chúng tôi sẽ cố gắng có thể sửa chữa những cái lỗi sai trong trận đấu này. Okay, we'll get the next question. Coach, towards the end, you pick off Sharul Nazim and also Dominic, the two center backs. Is that because of injury or because it's to save them to ensure that they are able to play against the next game, in the next game? Yes, there was some reason Dominic was shed one yellow card, and also we need to put some attacking manpower on the right side. Of course, I think we should have tempered a bit. Oh, I think two goals down, we should go to manpower to decide, and we either decide one of our center defender out, and Dominic was playing on cards. The second was Sharul's side a bit uncomfortable. He complained to us, so we want to prevent injury. We have also next game. Yeah, that weekend I was sure. Câu hỏi được đặt ra là hai cái sự thay đổi người ở gần cuối trận thì là do chấn thương hay là do một ý đồ gì? Thì huấn luyện viên có trả lời rằng là ở cái thời điểm đấy thì ông ấy muốn thêm cái sự tấn công vào bên phía cánh phải, muốn thêm một cái sức mạnh cho đội bóng của mình. Và đối với cả cầu thủ số 5 thì bản thân anh ấy đã cảm thấy rằng là mình không được tự tin lắm, và anh ấy đã chia sẻ cái điều này đối với cả ban huấn luyện. Thế nên là ban huấn luyện đã quyết định có cái sự thay đổi đấy và có thể là dành một cái kế hoạch cho anh ấy ở trận đấu tiếp theo. Ok, final question. Try our best. If she
Câu hỏi được đặt ra là huấn luyện viên nhận thấy điều gì ở các cầu thủ sau trận đấu ngày hôm nay và có kỳ vọng như thế nào vào trận đấu tiếp theo? Câu trả lời là chúng tôi sẽ cố gắng để tập trung vào cái việc phục hồi cho các cầu thủ cũng như là không để cho bất kỳ một cầu thủ nào bị tụt lại phía sau và cố gắng hết sức mình cho trận đấu tiếp theo.